Hello mọi người, đã để tôi kết anh công nhân à. Hôm nay mình sẽ trở lại với game Thục Sơn Kỳ Hiệp, bắt đầu chính thức. Toàn server bộ nha, qua server được. Đã bộ server mà đóng hết. Server bộ này. Ở được test thì mình có chơi những vật là thứ lắm nữa. Hôm nay phiên bản là chính thức này. Người chơi được ở đâu? Đây là game mà gọi là 80 triệu người chơi đây. Được 3 năm top 1 ở Trung Quốc này. Thánh Thần này. Thánh Thần này. Đường môn này. Môn lôn này. Thôi nè, chắc mình chơi con lô nha. Hay lắm. Game này chắc đâu chỉ là nhiệm vụ thôi nha. Lúc sau đi sổ bao nhiêu. Game này chứng cái tiền nhiều lắm. Nên mọi người là có thể giao dịch được mà. Chứ phải chọn game mấy game mobile hiện tại là không giao dịch được. Chúng kiểu game mà đừng top 3 năm ở Trung Quốc nha. Một trong những game khủng á. Nhiều người chơi đông bởi
hỏi bạn thế này nhá. Ôi con hỏa hậu nó còn 10 con đẹp nữa. Trong giao đâu đi mình chỉ có là nhiệm vụ thôi. Nói chung là game của dự án level mà nên cũng không cần gấp gáp đó. Ôi, có bạn gái nào thế? Alo? Đang muốn nghe được chuyện thế bậc đây này, người quá thế giới này, với gương này, với bao này, với đội này, với đồng minh này, bạn bè này, đấy mình tắt này lúc này chứ nghe bọn này chuyện vui lắm, còn có mình bằng được chơi rất là nhiều nhá, game này bằng được chơi nhiều lắm, bữa đi hồi đẹp chưa, nói chung bữa đi đi off là nữ rất là nhiều. Gọi là pháp bảo nha, sau này mình lên cấp cao nó có pháp bảo khác, nó có skill khác. Hai ta tầm phân linh nha. Giảm cái âm lượng trong game một chút nha, kết vào mặt người này, kết vào thiết lập này. Chuyện server bản bộ nó mới ra thôi nên chỉ cần đóng được đóng người nha. Mới xem nè.
nạp và nhận này đấy, mình phải bảo pháp kia. Còn đây là nhiệm vụ thôi, có gì cả. Vâng, lại phải bằng 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 để chủ nhân vui này. Vợ gần nha. Xem quả là duyên không? Hình như bạn này là con lô chơi duy nhất đấy. Đẹp quá. Nhìn thấy kiểu bay quá đẹp luôn. Đẹp quá mọi người. Wow. Có thủ cười á, xem bạn này, hung liêu, một con đồ một trúc, tại sao kia, cái con này mình có thể đặt tên được. Đánh đặt ở lính đi. Nhìn hình ảnh đẹp rồi mọi người ơi. Game mobile hình ảnh rất là chất đời lắm. Chúng game này là số 2 game đầu tư rất là nhiều đấy.
cũng lâu nhìn sáu buổi sáu đồ. Game hiện đang có trên bảng iOS với Android nha, mọi người có thể tải lên là tải nha. Còn trang chủ của game này là Thục Sơn Nhật Việt Anh nha. Có thể vào fanpage game Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile nha. Là một skill mới này. Vào trận đầu tiên này, trận này giờ là dùng giới thiệu của bạn này. Thực sự là wow, skill đạt thì kim đạt thật lắm. Cái này có chế độ tự động đánh nhá, nhưng mình cũng đỡ.
thì đông lắm. Giờ đây là 1 giờ, 1 giờ sáng rồi mà người chơi còn rất là đông nha. Level 36, 34 luôn kìa, 37 kìa. Cô lô skill quá quá đẹp luôn. Phát bảo mới xem sao này. Xa nhất về người có thôi. Mình có skill quá đẹp không? Khi ăn mãi.
để cho vui. Vào một bảng nha, đây là xin nhắn này, bảng này cho này. Giờ đâu có người quá đông. Giờ luôn còn chưa đông quá. Có mình ở Bình Dương các bạn. Cười mày ông này thật. Ôi. Bình Dương có vụ thảm sát đấy, nguy hiểm lắm. Mình sẽ chọn avatar hình này thì Facebook mình được nhỉ. Thấy giáo thiên họ chương 3
Chuyển động quá. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha. Cũng buồn rồi, chắc phải đi ngủ thôi. Mày mang chuyện tiếp nữa. Tắt nha, kết thúc nha.